Chào bạn, trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu cách người ta dùng tia tử ngoại để chữa bệnh, để trị bệnh. Đầu tiên chúng ta hãy nói về lịch sử của tia tử ngoại. Thì vào năm 1880, Pasteur đã đặt một cái phim ảnh ngoài cái tím đấy của quang phổ ánh sáng, và ông nhận ra rằng có một loại bức xạ không thể không thấy được dưới tác dụng của phim ảnh, đó chính là tia tử ngoại hay là tia UV đấy. Trong phổ điện từ thì nó nằm trong khoảng từ 390 cho đến 116 nanomet. Thông thường thì tia tử ngoại nó chia làm UVA 315 cho đến 390. UVB thì nó rơi vào trong khoảng từ 250 cho đến 315. Trong bức xạ mặt trời xuống mặt đất thì tia tử ngoại chỉ chiếm 1% tính theo năng lượng, là loại bước sóng dài. Hầu hết số lượng bức xạ tia tử ngoại phát ra từ mặt trời đã được lớp ozone của tầng thượng tầng khí quyển nó hấp thụ. Nguồn phát xạ, nguồn của tử ngoại nhân tạo ấy, chủ yếu là hồ quang. Hiện nay thì để trị liệu, người ta đã sản xuất ra đèn tia tử ngoại rất là tiện lợi. Đèn tia tử ngoại chia làm hai loại chính, đó là đèn hơi thủy ngân và đèn đèn huỳnh quang. Đây là cái cấu trúc của cái đèn hơi thủy ngân đây. Chúng ta có thể thấy lò nung được nối với mạch điện chính, và lò nung cũng được nối với cái mạch khởi động. Bộ phận chủ yếu của đèn đó là cái lò nung. Lò là được cấu tạo từ một cái ống có vỏ bằng thạch anh nóng chảy để không cản cái tia tử ngoại nó phát ra. Hai đầu ống là hai cực cực kim loại. Trong ống thì người ta hút hết không khí và chứa rất ít khí argon, vài giọt thủy ngân. Không khí được hút sạch và thay thế bằng khí thủy ngân để tránh cái tình trạng là oxy hóa hơi thủy ngân làm mờ bóng. Thì chúng ta thấy là hai đầu ống là làm bằng hai cực kim loại. Trong ống thì người ta hút hết không khí ra, chứa ít khí argon và vài giọt thủy ngân. Áp suất trong ống có thể cao hay thấp, nhưng vẫn thấp hơn cái áp suất của không khí. Lò áp suất có dạng là hình dáng thẳng, trong khi lò áp suất cao có ống có hình chữ U. Hai cực của ống thì được nối với nguồn điện nhà, song song với mạch điện chính là cái mạch khởi động. Mạch này thì chứa một cái cuộn sơ cấp của cái máy tăng thế tự động. Một cái máy tăng thế tự động, nhớ nhé. Hai cực của ống thì được nối với nguồn điện nhà. Đấy. Mạch này thì chứa cái cuộn sơ cấp của cái máy tăng thế tự động. Một đầu của cái cuộn thứ cấp được nối với hai mũ kim loại áp vào hai đầu của ống. Khi đóng mặt điện thì giữa hai mũ kim loại này luôn có một điện trường làm ion hóa cái khí argon. Khi sự ion hóa vừa đủ kích hoạt cho mạch khởi động thì xảy ra hiện tượng là phóng điện. Dòng điện chạy từ khí argon ion hóa duy trì sự va chạm với các phần tử khí và tạo ra nhiệt làm bốc hơi thủy ngân. Hồ quang điện hơi thủy ngân được tạo bởi cái luồng ánh sáng rực rỡ và dầu tia tử ngoại. Quang phổ của đèn thì nó gồm có tia hồng ngoại bước sóng từ 2000 cho đến 700 nanomet, và nó chiếm từ 50% năng lượng bức xạ. Tia sáng có nguồn bước sóng là từ 600 cho đến 390 nanomet, chiếm 20%. Và cuối cùng là tia tử ngoại thì nó chiếm là 28%. Quang phổ nó tạo ra cái đặc hiệu của hơi thủy ngân. Phổ không không có tia đỏ và tia cam, nhưng có chứa một lượng lớn tia tử ngoại ngắn. Đèn thì được làm nguội bởi sự lưu chuyển không khí. Đèn Kammayer là loại đèn chiếu cục bộ với nguyên tắc là như trên, nhưng mà thường được làm nguội bằng bằng nước.
vì nước hấp thụ tia hồng ngoại nên quang phổ cho đèn tạo ra thì bao gồm ánh sáng có cái bước sóng từ 600 cho đến 390 nanomet, chiếm 40% lượng bức xạ. Còn 60% còn lại là tia tử ngoại với bước sóng là 390 cho đến 184 nanomet, có một lượng tỷ lệ lớn của những tia tử ngoại ngắn. Đèn hơi thủy ngân cần được sử dụng và bảo quản tốt. Đèn cần giữ sạch, tránh khô và tránh bụi. Đèn phải để làm việc liên tục, không được tắt mở. Bóng đèn tử ngoại không được sờ vào tay vì nó dính mồ hôi, không được chạm với vật rắn ảnh hưởng đến độ thấu quang của bóng. Hàng ngày phải lau bóng đèn bằng dung dịch ete hoặc là cồn để khử bụi và mỡ. Đấy, hàng ngày thì phải lau bóng đèn bằng dung dịch ete hoặc là cồn và cồn. Đối với đèn cameo thì phải định kỳ thay nước và chùi sạch các cửa sổ thạch thạch anh. Đèn huỳnh quang, đèn hơi thủy ngân có thể được dùng để chiếu toàn thân, nhưng thật ra nó bất tiện vì phổ bức xạ nó chứa một cái tỷ lệ lớn các tia tử ngoại ngắn. Cho nên đèn huỳnh quang nó phát ra một loại phổ bức xạ thích hợp dành cho mục đích này. Ống đèn huỳnh quang tương tự như các ống đèn phát quang, nhưng mà được làm bằng cái loại thủy tinh đặc biệt để tia tử ngoại chiếu xuyên qua nhiều hơn so với thủy tinh bình thường. Mặt trong ống được phủ một lớp phốt pho đặc biệt và một loại hồ quang áp suất thấp được đặt bên trong ống. Lớp phốt pho thì nó hấp thụ các tia tử ngoại tạo ra bởi hồ quang và phát ra các tia có bức sóng dài hơn. Đèn phát xạ thì nó phát ra một ít tia hồng ngoại, vài tia bước sóng ngắn và một tỷ lệ lớn tia tử ngoại dài. Những tia có bước sóng nhỏ thì nó nhỏ hơn 280 nanomet thì được hấp thụ bởi thủy tinh. Nhớ là cái lớp phốt pho hấp thụ các tia thì được tạo ra bởi tạo ra từ hồ quang và phát ra các bước sóng dài hơn. Về tác dụng sinh lý tại chỗ thì nó phản ứng làm đỏ da. Khi được da hấp thụ thì tia tử ngoại gây ra các phản ứng hóa học có tác dụng kích thích và hủy hoại tế bào. Điều này tạo ra sự phóng thích chất khác gây nên ba đáp ứng tương tự như histamine, đó là giãn mao mạch do tác dụng trực tiếp của chất khác, giãn tiểu động mạch do phản xạ trục và tiết dịch vào mô do tăng tính thấm của vách vách mao quản. Hiện tượng đỏ da có thể được xem như cái phản ứng viêm. Cường độ phản ứng này thay đổi thì tùy thuộc vào cường độ chiếu, liều làm da ửng đỏ và mờ ngay. Nếu tiếp tục lâu hơn thì da đỏ nhiều, nóng và phù nề, nổi phỏng nước. Đỏ da không xuất hiện ngay khi chúng ta chiếu tia tử ngoại mà chỉ xảy ra sau một cái thời gian ngắn tùy thuộc vào cường độ bức xạ, thường thì 12 giờ sau khi chiếu. Sự khác biệt giữa hồng ngoại và tử ngoại trong tác dụng gây đỏ da là một bên có nhiệt nó ảnh hưởng trực tiếp đến lên mạch máu, còn cái tia tử ngoại nó tác dụng gián tiếp thông qua cái phản ứng hóa học. Có 4 cấp độ làm đỏ da. Cấp độ 1 là da đỏ nhẹ, không có cảm giác đau đớn hay là kích thích, mờ dần trong vòng 24 giờ. Cấp độ thứ hai là da đỏ rõ hơn nhưng kích thích nhưng hơi bị kích thích, mờ dần trong vòng 2-3 ngày. Và cấp độ độ 3, cấp độ 4 này. Đấy. Dày lớp biểu bì và tóc vảy. Đây là cái vấn đề thứ hai. Tổn thương tế bào thượng bì và nó làm kích thích cái sự tăng cái tầng sinh sản. Hậu quả là lớp biểu bì dày lên để phản kháng lại cái lớp bức xạ, cái sự bức xạ đấy. Vì thế, để có thể liều đỏ da trong một lần chiếu thì cường độ bức xạ phải gia tăng.
tóc vảy xảy ra khi đỏ da giảm bớt và là sự loại bỏ các tế bào chết của da. Tử ngoại làm tăng cái tiến trình tróc vảy bằng cách hủy hoại cái lớp tế bào nông đi. Số lượng tróc vảy tùy thuộc vào cái cường độ của phản ứng đỏ da. Tróc vảy là một cái quá trình ngược lại với cái lớp dày biểu bì trong mục đích bảo vệ da đối với cái lớp bức xạ tử ngoại. Cái yếu tố thứ ba đó là tạo sắc tố. Tia tử ngoại có bước sóng nằm giữa 290 cho đến 300 nanomet và được hấp thụ bởi cái lớp biểu bì sâu và là khởi đầu của cái phản ứng hóa học kích thích men tyrosine. Men này thì nó biến tyrosine thành melanin, tức là sắc tố đen đấy. Hiện tượng này thay đổi tùy thuộc vào cá nhân và thấy rõ ở người da màu. Màu sắc cũng thay đổi tùy thuộc vào nguồn bức xạ và có thể là màu nâu hoặc là màu xám. Đấy, thì như thế nó sẽ tạo ra sắc tố nhờ vào cái việc mà hấp thụ bởi cái lớp biểu bì sâu. Và nó dựa trên cái phản ứng hóa học kích thích men tyrosine kinase. Đấy. Vai trò của sắc tố là bảo vệ da chống lại các kích thích liên tục và kéo dài của bức xạ có thể gây nên ung thư da. Nó cũng là yếu tố làm tăng sự đề kháng của da đối với nhiễm trùng. Tác dụng thứ tư là tác dụng diệt khuẩn tia tử ngoại với bước sóng nhỏ hơn 290 nanomet, được gọi là những tia vô sinh, và vì nó hủy diệt cái sự sống. Thực nghiệm chứng minh là những tia vô sinh ức chế cái sự trưởng thành của cây con và có thể diệt những cái vi trùng trên da mặt. Tác dụng diệt khuẩn tùy thuộc vào bước sóng, mạnh nhất là bức xạ có bức xạ bước sóng từ là 254 đến 265 nanomet. Các tia vô sinh được hấp thụ bởi cái lớp biểu bì nông và có thể gây tổn hại đến cái tầng thượng bì, đặc biệt là các mô mới được thành lập. Thì các tia này là được hấp thụ bởi cái lớp biểu bì nông và có thể gây tổn hại cho các phần thượng bì. Còn những cái tia mà dài hơn với bước sóng là trên 290 nanomet, được gọi là tia hữu sinh, và nó có ích trong cái cuộc sống, tác dụng toàn thân. Ở trong cái mục hai lớn này, tác dụng toàn thân thì nó tạo ra vitamin D. Những tia tử ngoại có bước sóng từ 270 cho đến 310 nanomet thì nó gây ra cái phản ứng hóa học để tạo ra cái vitamin D. Vitamin D thì nó cần thiết cho xương, canxi và phosphor đấy. Tác dụng kháng sinh phòng ngừa. Tác dụng thứ hai là kháng sinh phòng ngừa. Thì cái hệ võng nội mô có tác dụng quan trọng trong sự đề kháng của cơ thể đối với sự nhiễm trùng do sinh sản tạo ra bởi thực bào và kháng thể. Một vài tế bào võng nội mô thì nó hiện diện ở lớp mô nông và do đó có thể kích thích bởi cái tia tử ngoại. Để tạo ra cái hiệu quả này thì cần sử dụng các tia có độ xuyên thấu lớn. Đấy. Một vài tế bào thì nó có nội mô nó hiện diện ở cái lớp mô nông ấy, do vậy có thể kích thích bởi cái tia tử ngoại. Chúng ta cần phải tạo ra tia có độ xuyên thấu lớn. Những tia có bước sóng trên 290 nanomet thì thường được sử dụng. Yếu tố thứ ba là tăng cường sức khỏe tổng quát. Chiếu tia tử ngoại toàn thân được cho là tác dụng làm tăng cường sức khỏe tổng quát, ăn ngon miệng và ngủ sâu hơn. Phân hủy bilirubin bằng cách gián tiếp. Các tia tử ngoại có bước sóng từ 400 cho đến 500 nanomet tác động lên các phân tử bilirubin dưới da và biến nó thành một cái đồng phân quang học tan được trong nước, không độc, và sẽ thải ra qua đường mật và nước tiểu. Ở một số ba lớn của cuốn sách của bác sĩ thì nó có tác dụng điều trị trong lâm sàng. Chúng ta sẽ chiếu toàn thân. Chiếu toàn thân nó sẽ tạo ra vitamin D. Đấy. Tia tử ngoại có tác dụng hiệu quả trong việc chống còi xương cũng như là tình trạng thiếu vitamin D. Đấy.
Để tạo ra vitamin D thì cần chiếu trên một cái diện rộng và cần thiết phải kéo dài cái đợt điều trị. Gia tăng đề kháng đối với nhiễm trùng. Thật ra thì quá trình này nó hạn chế cái khả năng xuyên thấu của tia tử ngoại kém. Để trị liệu nhọt hoặc là cái nhiễm trùng khác thì người ta sử dụng chiếu tại chỗ nhiều, tạo sắc tố và cải thiện tình trạng da. Những cái bệnh về da, đặc biệt là bệnh vẩy nến, có tác dụng chữa trị rất hiệu quả đối với cái phương pháp chiếu toàn thân bằng cái tia tử ngoại dài. Lưu ý là đối với bệnh vẩy nến thì phải chiếu toàn thân bằng cái tia tử ngoại dài, rất khó giải thích được cái hiệu quả này, nhưng mà có thể phối hợp với sự gia tăng cung cấp máu cho da, và thường là hiệu quả tốt khi mà chúng ta tạo sắc tố được thành lập. Vấn đề thứ tư là phòng ngừa và điều trị vàng da, sơ sinh. Bệnh lý vàng da do bilirubin gián tiếp là một cái bệnh lý rất phổ biến ở trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ đẻ non. Nếu không được phát hiện và xử lý thì trẻ có thể biến chứng vàng da nhân, tức là nó có cái hậu quả rất là trầm trọng, trẻ có thể bị tử vong do nhiễm độc thần kinh hoặc là bại não nếu nếu khó sống sót. Chiếu cục bộ gia tăng tuần hoàn da thì chúng ta sẽ chiếu tia tử ngoại, nó sẽ có tác dụng là làm giãn nở các mạch máu ở da và làm gia tăng tuần hoàn ở cái vùng điều trị. Oxy và chất dinh dưỡng sẽ đến nhiều hơn, sự nuôi dưỡng các mô được cải thiện và tác dụng điều trị các vết loét nằm ở vết thương mạn tính khác nhau. Điều trị các bệnh về da như vẩy nến, mụn trứng cá, rụng tóc. Đấy. Điều trị một số rối loạn tuần hoàn ngoại biên. Cái tiếp theo là tiêu diệt vi trùng. Đỏ da do chiếu cục bộ là bản chất của viêm, cung cấp máu làm tăng cái số lượng bạch cầu. Cung cấp máu thì nó làm mà tăng lượng các số lượng bạch cầu. Và các kháng thể đến vết thương cũng như là sự tiết dịch làm vào mô và các mao quản giãn nở. Những biến đổi này củng cố và nó trên cơ chế là nó giật diệt trùng bình thường của cơ thể. Tác dụng này có thể điều trị cho những cái nhiễm trùng nông như nhọt, cái vết thương nhiễm trùng, viêm mạch và mụn. Cần sử dụng các phản ứng viêm mạch trong việc điều trị các vết thương nhiễm trùng, thường là liều đỏ, da bộ uốn, vết thương khu trú nhưng da lại bị che phủ trong trường hợp nhọt. Liều giới hạn đỏ đỏ da độ 3 để tránh phỏng nước. Nếu bị diện rộng thì thường là trường hợp mụn trứng cá thì có thể điều trị đỏ da độ 3, độ 2. Phối hợp với các cơ chế trên thì vi trùng trên da mặt có thể tiêu diệt bởi tác dụng của tia vô sinh. Những tia này có giá trị trong việc điều trị nhiễm trùng, ít nhất là phải sử dụng liều đỏ da độ 4 để điều trị các vết thương mãn tính. Yếu tố thứ ba là hủy diệt mô. Liều đỏ mạnh của tia tử ngoại có thể làm tổn thương hoặc là tiêu diệt tế bào nông. Do đó, có thể sử dụng tia tử ngoại ngắn, liều đỏ da độ 4 và để điều trị các vết thương mãn tính, kích thích sự tăng của biểu bì. Ở cái yếu tố thứ tư kích thích sự tăng sinh của biểu bì thì ngược lại tác dụng trên, thì liều đỏ da độ 1, độ 2 tia tử ngoại có thể làm tăng sự cung cấp máu và kích thích sự tăng của biểu bì. Do đó nó thúc đẩy cái tiến trình làm lành vết thương. Vấn đề tróc vảy thì tác dụng có giá trị trong việc điều trị các bệnh về da, đặc biệt là mụn trứng cá. Sử dụng liều đỏ da độ 3 rất có hiệu quả, nhưng nên giới hạn cái ở liều đỏ da độ độ 2. Mụn trứng cá xuất hiện ở mặt và phản ứng đỏ da độ 3 ở vùng này thì nó gây ra đau đớn và xấu xí cho một số bệnh nhân. Tác dụng phản kích thích sự hấp thụ tia tử ngoại sẽ kích thích ở các đầu thụ cảm ở da và hiệu quả giảm đau qua cơ chế phản kích thích. Liều đỏ da độ 3 sẽ có hiệu quả tốt hơn. Liều đỏ da độ 4 thì thỉnh thoảng được sử dụng, nhưng nếu mà phỏng nước xảy ra thì có nguy cơ nhiễm trùng.
chống chỉ định đối với một vài cá nhân không thích hợp đối sử dụng tia tử ngoại. Đó là những cái người mà quá nhạy cảm với tia tử ngoại, là những người mà bị suy kiểu sốt cao. Đây là cái quang phổ của đèn, bạn có thể bằng tiện cái hình ảnh này ở trên mạng, hoặc là mình có để cái ở phía dưới link ấy, những cái file mềm, những cái file hình ảnh hoặc là cái cuốn sách này thì bạn có thể tải xuống. Đối với sự trị liệu thì chiếu tia tử ngoại không sử dụng đối với các phương thức điều trị khác. Một số dược phẩm không nên quá mẫn đối với tia tử ngoại, ví dụ như là muối vàng da, insulin, tinh chất tuyến giáp, hoặc là một số thuốc ngày nay thông dụng nhóm này. Chiếu tia tử ngoại tại chỗ cũng không được sử dụng, không được dùng ở vùng da vừa chiếu tia X. Tia X có tác dụng làm suy nhược các mô, và dưới ảnh hưởng của tia tử ngoại thì ung thư da có thể sẽ xảy ra. Bệnh, một số loại bệnh có thể chống chỉ định điều trị bằng tia tử ngoại: lao phổi chống chỉ định chiếu toàn thân hay là chiếu vào vùng ngực. Là lao khi mà chúng ta lao phổi thì khi khi mà bệnh nhân lao phổi thì cần phải chống chỉ định trong việc chiếu toàn thân hoặc là chiếu vào vùng ngực, chàm da, viêm da. Có thể nặng hơn khi mà chúng ta điều trị bằng tia tử ngoại. Dĩ nhiên là nó có cái tai biến rồi, vì tia tử ngoại thì nó cũng có ảnh hưởng trong trường hợp là viêm kết mạc. Để đề phòng thì bệnh nhân và kỹ thuật viên thì cần phải đeo kính bảo vệ mắt và không nhìn thẳng vào đèn quá liều. Đây là cái nguyên nhân chủ yếu gây ra bởi tia tử ngoại, bởi cái thời gian quá lâu. Triệu chứng toàn thân có thể xảy ra khi mà chiếu một vùng rộng, biểu hiện là đau đầu, nôn mửa, tăng thân nhiệt và trụy mạch. Để đề phòng thì chúng ta cần phải đảm bảo kỹ thuật điều trị, cần phải hỏi kỹ bệnh nhân là có nhạy cảm với tia mặt trời hay không, thử liều sinh lý cho mỗi bệnh nhân, gia tăng liều lượng phải cẩn thận và phụ thuộc vào phản ứng của lần chiếu trước. Khoảng cách chiếu thì phải được tính toán cẩn thận, và cần phải căn dặn bệnh nhân là giữ đúng khoảng khoảng cách. Điện giật, tai nạn xảy ra nếu mà chạm vào dây điện trần hay là cái dây bóng, hoặc hay là dây bóng chạm vào cái bộ phận kim loại của đèn bóng hiếm khi xảy ra. Đấy. Ớn lạnh thì bệnh nhân được điều trị toàn thân bằng tia tử ngoại có thể bị ớn lạnh khi nhiệt độ phòng thấp hoặc là gió lùa, đèn hơi thủy ngân hoặc đèn hơi hơi huỳnh quang ấy, nó sẽ phát ra rất ít cái tia hồng ngoại. Vì thế cần phải phải sử dụng thêm cái tia hồng ngoại. Trong cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái kỹ thuật điều trị bằng cái tia tử ngoại. Như thế chúng ta vừa tìm hiểu xong về tia tử ngoại, tác dụng của tia tử ngoại vào bệnh nhân. Và hẹn gặp lại bạn ở trong cái buổi chia sẻ, buổi học lần tiếp theo.